Đây là Quỳnh búp bê, đây là ông Tuấn, đây là chị Lan. Quỳnh búp bê mới mười mấy tuổi đầu đã bị đuổi khỏi nhà, bị bán sang Trung Quốc, bị bán vào động mại dâm. Con này sẽ là mỏ vàng của thiên thai đấy. Quỳnh búp bê được ông Tuấn nhờ chị Lan đào tạo trở thành gái ngành. Việc đầu tiên của mày là phải uống được rượu. Uống đi. Đây là chị My Sói. Chị là My. My Sói. Chị My Sói ghét Quỳnh búp bê. Chị My Sói hất nước vào quần áo để đổ tội cho Quỳnh búp bê. Chị My Sói bày mưu hãm hại anh Cảnh và Quỳnh búp bê. Anh Cảnh tát sấp mặt chị My Sói. Ai cho mày lấy điện thoại tao nhắn tin lưu tung. Đây là Phong. Phong là con trai ông Tuấn. Phong ghét Vũ nên bắn chết vợ Vũ. Sau đó nhập hàng trắng về nâng cấp thiên thai. Cảnh sát bắt Phong và ông Tuấn dẹp động thiên thai. Anh Cảnh và Quỳnh búp bê ôm con bỏ trốn. Vũ tưởng anh Cảnh bắn chết vợ nên sai người giết anh Cảnh và cướp con của Quỳnh búp bê. Quỳnh búp bê đi lang thang gặp chị My Sói, cầm gạch phang chị My Sói. Quỳnh búp bê lên thành phố bán mỹ phẩm. Quỳnh búp bê được chị Lan gọi về quê ăn cưới vì chị sắp lấy chồng. Chị Lan bị hủy hôn. Quỳnh búp bê và chị Lan bị dân làng phát hiện ra việc làm ca ve. Chị Lan bị cưỡng bức, sau đó chị bị điên. Chị có làm gì đâu mà đời chị lại khổ thế này. Thế bây giờ cứ khó khăn là y làm gái à? Đây là Đào, em của chị Lan. Đào là một con dở hơi, chính vì thế nên khi lên Hà Nội học đại học, Đào đã yêu Kiên. Đây là Kiên, bồ của My Sói, một thằng nghiện và ăn bám. My Sói phát hiện ra Đào và Kiên. Mày thích cướp bồ của tao à? My Sói đánh Đào. Chỗ này phải tát nhiều nữa lên, riêng con Đào thì một cái không đủ. Chị hãy nghe mà. Tại sao à? Mày nghĩ là mày đủ trình để chơi với tao á? Kiên đánh My Sói, My Sói ngã ra bờ ao. My Sói rồ lên và đổ lỗi cho Quỳnh búp bê dù Quỳnh búp bê chẳng liên quan. What? Đây là dượng của Quỳnh búp bê. Dượng của Quỳnh búp bê cưỡng bức Quỳnh búp bê. Sau đó mua dâm Ngọc Anh, rồi lại đòi thịt Đào, rồi lại muốn gặp Quỳnh. Có thể nói đây là thanh niên số hưởng nhất tim, với câu nói đầy ấm áp. Dượng đây, dượng đây, dượng đây. Quỳnh búp bê quyết định sống mái với My Sói, với dượng. Đòi lại con, sống một đời lương thiện. Bài học đạo đức rút ra từ bộ phim. Nếu bạn là mẹ của Quỳnh búp bê và bạn phải chọn giữa con gái ruột và trai, đừng có mà tin trai. Hết tim Quỳnh rồi này. Mà chị Lan vẫn chưa trả tiền cho Quỳnh búp bê. Em có tiền không? Cho chị vay tạm 15 triệu. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Share chiếc video này để những ai đang nợ bạn hãy cố gắng thu xếp trả tiền cho bạn.